ly này mượn cho anh được phục chức và tặng lương. Cảm ơn. Chuyện gì? Đây chuyện Hải Lân không được vừa hả? Cô đến trong nỗi này, tôi thấy như là có trách nhiệm. Tôi hiểu mà, có cảm tình bấy nhiêu năm. Nhưng mà thực ra không có mới cho anh đâu. Lần này Hải Lân chỉ là bị tai nạn thôi, không phải trách nhiệm của anh đâu. Nhiều khi nghĩ lại thấy tức cười lắm. Trong khoảnh khắc đã bị mất tất cả, nhưng mà đột nhiên lại trở lại tất cả, thì là quá nhanh đi. Tôi thấy là tôi thì tiếp nhận không nổi. Đừng suy nghĩ dễ dẫn nữa. Uống nha. Tôi đi toilet. Sao ngộ vậy? Chúc mừng anh. Chuyện gì? Anh muốn có lại công việc với người đã bỏ anh không có kết quả tốt. Sao cô biết? Mới đây đã quên rồi sao? Kẻ tín phụng thần, nguyện vọng sẽ được đạt thành. Thần sẽ chiếu cố tất cả các tín đồ. Thần có ở khắp mọi nơi. Lực lượng của thần thì không thể đo lường đâu. Nhưng mà anh cũng chớ quên rằng anh đã hiến dâng linh hồn và thể xác cho thần. Anh không thể phản bội lại thần hay là bỏ thần. Nếu không, thần sẽ lấy lại những gì đã thí cho anh. Anh có biết không? Các vị con cái của thần linh, tại sao các vị lại hiến linh hồn cho thần linh? Bởi vì thần sẽ chiếu cố các vị. Cho dù là các vị bị thất chí hay là bị đau khổ cỡ nào, thì thần cũng sẽ chiếu cố tới các vị. Trong thâm tâm của các vị, các vị phải dùng tim để mà cảm giác thế giới sắp tận. Và chỉ có con cái của thần linh mới có thể đi theo thần và rời khỏi cái thế giới bi thảm và đau thương này. Các vị có chịu hiến dâng hay không? Chịu. Chịu hiến dâng hay không? Dạ chịu. Tốt, chúng ta lấy nước thánh của thần cạn ly để chúc mừng ân điển và đại năng của thần linh. Thần đại năng vô lượng. 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 Up, house everybody living, take it to the floor in my house you live in. Set after set, shake it all around. You gotta get up to this before you get down. The pounds and sounds to the drums sound cool. The bass is live straight from the old school. The music's tight, tops and end comes by. If they... Sau đây là tin địa phương. Sáng nay trong một nhà riêng ở Sấy Cung phát hiện một xác nữ. Kẻ chết là chủ nhà Hà Lệ Phương, 24 tuổi. Lúc bị phát hiện thì thân thể bị lõa lồ, lồng ngực bị mổ ra, mất đi trái tim. Cảnh sát đã liệt vào vụ án hung sát để xử lý và hiện bây giờ vẫn đang tiếp tục điều tra. Và bây giờ là tin thời tiết. Nè các chị em, dạo này tăng sở xong là phải đi về nhà sớm nha, đừng có chạy loạn nữa. Nếu không gặp được cái đồ biến thái là sẽ chết. Thì phải, thiệt biến thái quá mà. Chiếm người ta thì thôi đi, còn phải giết người.
Giết người thì thôi đi, còn mổ lấy tim của người ta ra nữa. Bây giờ nếu như bắt được tôi biến thái, nhất định phải dùng cực hình để hành hạ mới được hả giận. Chị còn nói bừa nữa, chị hay đi chơi lắm, tôi chừng đó. Đừng nói bừa bãi mà. Thì phải, chúng tôi đâu phải thứ dân bừa bãi đâu chứ, phải không? Chị đó nha, chị mới là phải cẩn thận. Tôi hả? Tôi đó nhà gái nhà lành mà. Nè, có ăn mặc kín đáo hay chưa? Đâu có như chị, thường ngày chị như vậy đó. Anh Phong. Anh thiệt lợi hại ha, 2 giờ mấy mới đi làm. Làm việc gì? Anh Phong có nhiều việc anh chờ anh quyết định. Tôi đã kiếm được tài liệu bị mổ tim của một sát nữ hồi sáng nay. Tên của cổ là Hà Lệ Phương, năm nay 24 tuổi, làm ở bộ môn phục vụ khách hàng của một công ty quảng cáo. Vụ này có thể làm đó anh Phong. Được rồi, để xuống đi, tôi biết đọc mà. Tôi muốn gọi điện thoại. Vậy chúng tôi trở ra. Ê, có chuyện gì vậy? Đâu có biết đâu, ít khi làm dữ như vậy. Có phải tôi lỡ lời hay không? Đâu có, lâu ra chẳng nói kiểu này mà. Bây giờ cái mặt hầm hầm, đừng có vô khiêu chiến nữa, nếu không lại bị rầy. Hay là tôi biết rồi, đi chơi nhiều quá. Được, đi. Bạn bè với nhau bận tâm người ta một chút đi. Làm phiền. Cảm ơn. Sao cô ở đây vậy? Anh đã quên tối nay giáo hội của mình có buổi họp sao? À phải, tôi đã quên rồi. Anh Phong. Là anh chị hả? Anh đang ngủ à? Đâu phải, đâu có sớm vậy. Sao tới thui vậy? À phải. Mà cửa sổ mới hả? Sao trời nghe thấy vậy? Trời, sao đây căn nhà tối thui vậy? Ngồi nha. Kiếm tôi có chuyện hả? Anh Phong à, tôi muốn hỏi anh là có phải anh quen với cô Carol, bí thư của sở đồ thần giáo hay không? Phải. Chúng tôi là bạn bè thường thôi. Có vấn đề gì không? Không. Giáo đồ thần giáo không phải là giáo hội bình thường. Giáo nghĩa và hành vi đều có vấn đề. Cho nên chúng tôi nghi ngờ sở đồ thần giáo là một tà giáo. Cho dù phải rồi sao? Mắc mấy gì tới tôi?
Tôi chính mắt nhìn thấy anh và Carol đi giáo hội. Không, tôi không hề tới giáo hội nào. Phong à, có phải anh có gì giấu giếm chúng tôi hay không? Đúng rồi, chúng ta là bạn, có gì cứ nói đi. Không có, không có đâu, anh chỉ muốn biết gì chứ. Tôi thì quá mệt, ngày mai tôi phải đi làm. Vậy được, vậy không làm phiền chúng tôi đi. Anh Phong à, cho tôi mượn toilet nha. Anh Phong! Chuyện gì? Có con kỳ đà đó. Ở đâu? Ở đây nè, anh coi. Đổng mục sư. Chú Đổng. Hai người lấy ở đâu được miếng da trù này vậy? Của người bạn cháu. Chú à, miếng da trù này có ý nghĩa đặc biệt thế nào? Coi bộ miếng da trù này là giáo vật của tà giáo. Đồng thời trên miếng da trù toàn là tiếng Hy Lạp. Là một giáo phái của tà giáo đã tồn tại ở trùng thế kỷ. Họ sùng bái ma quỷ, hướng về mê tín. Tín đồ thậm chí bị ma quỷ quấy rầy và trở thành nô lệ của ma quỷ. Thường ngày hành động của tín đồ rất là quái lạ và không thể nào khống chế. Có đôi khi bị ma quỷ khống chế làm những chuyện hung tàn. Hiện chi dạo này anh Phong tính tình rất là kỳ lạ, đã thay đổi hẳn đi. Tôi nghĩ người bạn của anh có thể đã bị ma quỷ bám sát. Đổng mục sư, xin hỏi có thể giúp anh được không? Được. Sao đây, chuyện gì tốt quá mà đã tôi ăn cơm vậy? Thưa ông mấy người? Bốn người, để đặt bạn rồi. Nhà mời bên này. Cảm ơn. Ý, anh tới rồi. Để tôi giới thiệu. Chú à, anh là bạn của cháu anh Phong. Đây là chú của tôi, Đổng Mục Sư. Chào anh. Hình như là anh gặp tôi, anh sợ hả? Có phải tướng của tôi dữ lắm không? Tôi không biết ông nói gì. Anh Phong, bạn của anh đã kể tất cả chuyện của anh cho tôi nghe rồi. Bây giờ chúng tôi thiệt nghi ngờ giáo phái mà anh đang đi theo là một tà giáo, không phải là vị thần linh, mà là một ma quỷ. Anh có biết không? Ma quỷ sẽ chi phối anh và khống chế anh đó, cám dỗ anh, khiến cho anh mất đi bản tánh con người. Tôi mong là anh đừng có đam mê nữa. Anh Phong, câm miệng, tôi không biết anh nói gì, đi đi. Anh Phong, nếu như anh muốn được cứu thì hợp tác với tôi, đuổi ma quỷ ra khỏi người của anh đi. Tôi không cần ông giúp, tôi không cần ông giúp. Anh Phong, bình tĩnh lại. Xin lỗi, tôi thấy có chút không khỏe, tôi đi trước nha. Anh Phong. Anh Phong. Chú à, bạn của cháu đã bị ma quỷ chi phối và rất là nghiêm trọng. Và cách duy nhất có thể cứu anh ta đó là thần. Hôm nay thấy anh Phong như vậy, anh thiệt là hết hồn. Anh nghĩ có phải như là Đổng Mục Sư nói anh bị ma nhập hay không? Có thiệt không? Anh bị ma nhập, vậy thì là khủng khiếp đó. Nhưng mà dạo này thiệt như là có nhiều chuyện khủng khiếp xảy ra. Khủng khiếp gì chứ? Đổng Mục Sư chỉ là giải thích theo khía cạnh thần học thôi. Nếu nói theo một khía cạnh khác, anh Phong rất có thể là bị thôi miên hay là bị khống chế bởi thuốc men. Bây giờ việc quan trọng mình phải làm là thuyết phục anh Phong biểu ảnh đi gặp bác sĩ của khoa tinh thần. Anh không nghe em nói đâu. Vậy hay là kiếm bà cô của chị đi, không chừng có thể giúp được ảnh. Nhưng bây giờ tình trạng của ảnh nặng như vậy, chưa chắc cô Hà sẽ giúp được ảnh. Để anh kiếm ảnh bàn thảo lại. Anh phải cẩn thận nha. Ê, bây giờ chả có đầu mối gì, chỉ có thể chờ thôi. Nếu như cái tên sát thủ biến thái trở ra làm án thì mình nhất định có thể bắt được hắn. Cái thằng đó thiệt là tàn nhẫn, lần nào cũng mò tìm người ta ra. Thì phải. Sếp hai, có đầu mối. Có
người nói là trong đêm kẻ chết bị chết cùng với một người đàn ông đã rời khỏi quán bar và còn nhận ra được người đàn ông đó. Người đàn ông đó là khách quen của quán bar. Nghe nói là giám chế đài TV. Giám chế của đài TV? Phải, nhưng là giám chế của truyền chân đô thị. Sau khi ra khỏi bar, tôi nói với cổ là tôi thấy mệt quá. Mai mốt có cơ hội sẽ gặp lại. Tôi đưa cổ ra đầu đường, rồi chúng tôi đã chia tay. Anh nói gì? Vậy là chia tay à? Ai mà tin? Sếp hai, nếu như anh không tin tôi cũng hết cách thôi. Có chứng cứ thì cứ khởi tố tôi đi. Anh Phong, chúng tôi chỉ là muốn giúp cho anh thôi. Anh hợp tác chút đi. Tôi đã hợp tác lắm rồi. Những chuyện mà các anh muốn biết tôi đã nói ra hết. Bây giờ tôi đi được chưa? Anh Phong. Sao hả? Anh cũng tới luôn hả? Anh có cần gì cứ nói nha. Không cần. Đừng có quấy rầy tôi. Anh Phong. Kệ anh đi. Tạm thời chưa có đủ chứng cứ buộc tội anh. Nhưng mà em chỉ mong cái vụ này không mắc mớ tới anh. Là cô hả? À, giám chế đẹp trai đã lâu không gặp. Đi đâu? Đưa cô chặn nha. Được. Anh muốn đi đâu? Lên xe đi. Anh biết đã xảy ra chuyện gì chứ? Anh đã giết người và đã móc tim của một người con gái ra. Không phải đâu. Không phải đâu. Tôi không biết tôi đang làm gì. Tôi hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Tôi không tự chủ được mình nữa. Anh đừng có sợ. Thần sẽ chiếu cố anh mà. Thần đã chọn anh làm sứ giả của thần. Anh hiến dẫn tim của người con gái. Đó là một hồi báo với thần. Thần thiệt là thưởng thức tới anh. Yên tâm đi. Thần sẽ phù hộ cho anh mà. Cô nói gì? Tôi không hiểu. Tôi không hiểu. Anh vẫn không hiểu sao? Từ lúc mà anh hiến dâng linh hồn cho thần thì anh đã không thuộc về mình anh nữa. Anh đã thuộc về thần. Thần đã thực hiện nguyện vọng cho anh. Anh làm lại ít việc cho thần thiệt nên lắm chứ.
Bây giờ tôi đã giết người. Kẻ mà thần biết anh đi giết là người đáng chết. Chỉ cần anh làm theo ý của thần thì thần sẽ trút hết lực lượng lên mình của anh. Hai ngày sau thì là tế lễ, thần sẽ chọn anh làm tùy tùng của chúng tôi. Anh không muốn được vĩnh sanh hay sao? Lại là mổ tìm. Cái tên biến thái là Ra Kiếm Ăn. Sếp Hai có đầu mối. Tên của kẻ chết nữ là Hứa Mỹ Linh, lúc xưa làm diễn viên phụ đài TV. Sếp Hai, ở trong toilet kiếm được cây bóp và thẻ căn cước nè. Anh Phong, kiếm rồi còn cái gì? Phải cho tôi vô nhà chứ, tôi ở trên này mà. Bà cảnh sát đang làm việc mà, bà chờ chút đi. Làm ơn đi bà. Anh Phong có phải là sát thủ biến thái hay không? Có phải là anh đã lầm hay không? Tôi cũng mong không phải ảnh. Nhưng mà bây giờ chứng cứ trong tay cảnh sát thì là bất lợi đối với ảnh. Cộng vào đột nhiên ảnh bị mất tích, chúng tôi càng nghi ngờ ảnh sợ tội bỏ trốn. Anh nghĩ là anh Phong nhất định có chuyện giấu giếm mình. Anh không tin là anh làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Tuy là anh Phong thì có chuyện không ổn, nhưng chúng tôi không tin anh đã làm ra chuyện như vậy. Bây giờ cảnh sát đang tập nã anh. Nè, nếu ảnh có liên lạc với chị phải lập tức báo cảnh sát. Thôi, em đi nha. Alo. Alo. Quỳ, giờ này thấy anh Phong thì không ổn đó nhờ. Thì tôi không ngờ, không ngờ ổng là tên đồ phù biến thái. Có thể không vậy? Chưa được chứng thực. Nhưng mà đột nhiên anh bị mất tích, lại không biết đi đâu, thì bị tình nghi lớn lắm. Nếu không phải hung thủ, tại sao mất tích chứ? Vậy thì phải ha. Uầy, mỗi ngày mình ở chung với anh như vậy à, thiệt là nguy hiểm lắm đó. Cẩn thận. Anh chị bớt nói bậy có được hay không? Bây giờ vẫn chưa chứng thực được anh chính là hung thủ. Anh chị không cần phải nói như vậy. Làm việc đi. Thật ra là anh em chỉ bận tâm trên Phong thôi. Chính tôi cũng muốn câu chuyện sớm được sáng tỏ. Alo, alo, anh Phong hả? Đó thiệt là bị anh giết à? Tôi không biết. Tôi không có. Tôi không có giết người.
Tôi đã bán linh hồn cho thần. Tôi không biết sẽ giết người cho thần. Tôi không biết gì hết. Tôi không biết tôi đang làm gì. Tôi không biết tôi đã làm gì. Anh Phong, sở đồ giáo là tà giáo, họ tính phục ma quỷ. Anh đã bị ma nhập rồi. Tôi dẫn anh đi kiếm Đổng Mục Sư, ông sẽ giúp cho anh. Tôi đã biểu cô đừng có dẫn ai tới mà. Anh đừng có khẩn trương, chỉ là anh hiện thôi. Tất cả chứng cứ đều bất lợi với tôi, không có ai tin tôi đâu. Anh Phong, anh là bạn của anh, chỉ muốn giúp anh thôi. Anh không cho mình qua bển. Anh Phong, tôi đã tới đường cùng rồi. Anh đừng có trốn nữa. Anh tự thú đi. Nếu như anh thiệt không có giết người, cảnh sát sẽ giúp anh mà. Tôi không, tôi không tự thú đâu. Tôi không tự thú đâu. Anh nghe tôi nói, bây giờ anh đang bị thuốc thôi miên, cho nên không thể điều khiển ý chí của mình được. Bây giờ anh cần người ta giúp anh. Tôi không cần ai giúp tôi. Tôi không cần ai giúp tôi. Các người đi đi. Các người đi đi. Từ đây đừng kiếm tôi nữa. Anh Phong. Anh Phong. Anh Phong. Lại đi, tính lại đi mà, ham ngủ quá. Tới sở đồ thần giáo này, khi tới đó sẽ biết tôi vô tội. Tối nay họ sẽ có hành tế lễ ngày tận cùng. Giáo chủ Caron và các giáo đồ đều ở trọng. Tuy rằng tôi không tin giáo chủ có thể dùng tay không móc tim, nhưng mà chỉ có một phương pháp duy nhất để giúp anh thoát khỏi tình nghi, thì anh phải chứng thực giáo chủ mới đúng là hung thủ. Coi bộ mình thiệt phải mạo hiểm một lần. Thế giới đã tới ngày tận cùng. Các vị con cái của thần cũng là lúc chúng ta nhận ân điển của thần linh. Thần sẽ đưa chúng ta tới một nơi vĩnh viễn, được sống vui vẻ và sẽ được sinh tồn mãi mãi. Các con cái của thần, các người có phải chịu vĩnh viễn đi theo thần hay không? Dạ điều. Con cái của thần, có phải các người chịu vĩnh viễn đi theo thần hay không? Dạ điều. Thần, con cái của thần đã chịu vĩnh viễn đi theo ngài. Dưới sự thương yêu của ngài và những bố thí của thần linh, các vị con cái của thần
chúng ta phải dùng cõi lòng thanh tịnh và thành khẩn để nghênh đón tế lễ ngày tận cùng. Thần, chúng con đã theo ý chỉ của ngài, tất cả đã chuẩn bị xong. Thần, đại năng vô lượng. Thần đại năng vô lượng. Thánh thần, xin thần hãy giữ con gái của thần rời khỏi cái thế giới hoang đường và đau khổ này. Chúng con nguyện đi theo thần. Chúng con nguyện đi theo thần. Các vị, đây là nước thánh do thần ban thí cho chúng ta, coi như là thưởng lệ cho chúng ta đã thành khẩn hiến dâng cho thần. Cảm tạ thần. Trên nhà dưới nhà kiếm không thấy gì hết. Không thể nào. Cái nhà hầm lần trước mình phát hiện mà. Kêu đám anh em xét cho kỹ. Dạ yes, sir. Các vị, xin các vị hãy nhẫn nại một chút. Thánh thần đang hộ trì chúng ta đó. Anh chị không sao chứ? Không sao, nhưng mà có nhiều người bị trúng độc ở dưới hầm đó. Triệu tập anh em, tất cả xông vô. Yes, sir. Mình trở ra ngoài trước. Tại sao lại có người dạy dột theo cái tên bị bệnh đó tự tử? Tình hình của những người bị thương ra sao? Cũng may phát hiện kịp thời, nếu không thì tất cả bị trúng độc chết chắc. Thiệt là khủng khiếp. Sếp ơi, thôi em qua làm việc nha, bye bye. Sếp ơi, ở nhà hầm phát hiện một số tiền, quan pháp y chứng thực là tiền người, còn nữa mấy thùng huyết heo và thuốc độc. Anh em của khoa giám chứng đang thu thập tài liệu trong đó. Trong đó thiệt là khủng khiếp quá. Mấy cái vụ bị môi tim trước đây, số cuộc đã được sáng tỏ. Anh Phong, tôi muốn mời anh về tư cảnh sát để cho khổ cung. Không thành vấn đề. Tôi là thanh tra Triệu Trác Nam. Bây giờ tôi làm án khởi tố anh mưu sát tồn tử thu độc quá liều, và lại còn suối bảy kẻ khác tự tử. Bây giờ anh không cần thiết phải nói, nhưng mà tôi cho anh biết, tất cả những lời nói của anh mai này có thể làm chứng cung khi ra tòa. Anh có hiểu không? Thần sẽ trừng phạt các người. Anh có biết xem chúng đã hại bao nhiêu mạng người không? Các người ngăn cản chúng tôi đi vào hoài bão của thần,
ông trời nhất định sẽ trừng phạt các người. Loài người ngu ngốc vốn không thể nào hiểu được thần sát đẳng chính là vị thần tối cao. Kẻ bán rẻ sát đẳng sẽ bị trời đày. Sếp hai, cái thằng này có phải điên hay không hả? Cái tên bị bợm này. Sếp hai, sếp hai buông tay. Ta nói cho mày biết, mày đã tận số rồi. Bây giờ không có thằng nào cứu nổi mày đâu. Có mười mấy cái tội đang chờ mày vào tù đó. Mày bị tù suốt kiếp cũng đền không có đủ tội đâu. Cấp trên đã chính thức khởi tố cái tên bị bợm đó và đã có đầy đủ chứng cứ chứng tỏ là hắn có liên hệ tới mấy vụ án mưu sát. Anh Phong, anh có thể yên lòng rồi. Thì cảm ơn anh chị. Dạo này thì xin lỗi nha, đã quấy rầy tới anh chị. Bây giờ chứng thực ra anh không có giết người, rốt cuộc thì không tin làm anh. Anh Phong, khoan mừng vội đã, tại vì anh còn phải ra tòa làm chứng đó. Đây là trách nhiệm mà tôi nên làm. Bây giờ nghĩ trở lại thì không biết tại sao đi vào tà giáo đó, càng không biết tại sao đã làm bao nhiêu việc không được tự chủ. Tôi đã có nói, anh bị người ta dùng thuốc men thôi miên khống chế tư tưởng của anh, dùng anh làm mồi để ví dụ các cô gái ra rồi họ sẽ ra tay. Tôi thì không hiểu, giáo chủ đó vừa vô lương tâm lại tàn nhẫn, lại có nhiều người rất tin hắn. Tà giáo thì khéo lợi dụng nhược điểm của con người, chờ lúc sức ý chí yếu đuối nhất của mình là sẽ thực cơ đột nhập. Nói tóm lại một câu, anh không có tin ma quỷ tồn tại đó mà. Anh biết em nói cái gì? Em muốn nói là trên thế gian này có nhiều kẻ bạo quân hay là nhiều kẻ độc tài đều bị ma quỷ nhập mình, như là Sở Thế Lâm, Hitler, Tân Thủy Hoàng, họ đều bị ma quỷ lợi dụng, đôi tay của họ làm chuyện bậy bạ, nhưng mà cho tới bây giờ vẫn còn chưa có cách chứng thực. Chỉ là em có nghe Đổng Mục Sư nói, ở trên thế gian này có chuyện quang minh và đen tối, hễ việc mà thần đồng ý là ma quỷ sẽ đi phá hoại. Hai khối lực lượng thiện và ác từ xưa tới nay vẫn không ngừng đấu tranh. Thôi được, hai vị làm ơn nha, trở về đi. Đã đi đâu rồi? Thật ra anh chị đang nói gì em thì không hiểu đó. Chỉ mong là giáo chủ này từ nay đừng có làm việc thương thiên hại lý nữa. Hề tóm lại thế gian này có người á thì mặt tốt của con người vĩnh viễn tồn tại đó mà. Ăn trước đi, đã nói không cần chờ mà. Cậu Hiền nói là nhất định phải chờ bà ra rồi mới ăn. Ê, người nhà với nhau không cần khách sáo đâu, ăn cơm đi. Mời ăn cơm chút Kiên, thiếp Kiên. À, thiếp Kiên à, thì giờ hấp cá thì là vừa dặn đó, thiệt ngon quá đi. Vậy hả? Đệ tử của tôi á thì phải có tiêu chuẩn chứ. Cái gì, ông có dạy tôi hấp cá hồi nào đây? Hôm xưa bến đầu hoàng hậu đi câu cá, câu được con cá về, còn dạy cho bà làm cá nấu cháo nữa. Ê, mà quên rồi sao? Nhớ chứ. Thì phải. Tôi nói là còn nhớ lần đó xem chú bị mắc xương cá bị chết. Ha, thấy thứ đàn bà này chưa? Lỗi làm của người ta thì vĩnh viễn ghi nhớ, còn của bà thì quên sạch hết trơn. Quầy Hiền à? Dạ. Mai này nhớ đừng bao giờ dùng túng con vợ đó nha. Mất mớ gì tới em? Ê, cả buổi sáng mà hầm hầm đó. Đâu có biết là chuyện gì chứ. Nè anh Phát à, tại sao cả buổi mà hầm hầm vậy? Hey, cái thằng kỹ đó hả? Sớm muộn bị nó chọc tức chết chứ mà. Miệng gì đây? Uống miếng trà trước đã, chuyện gì lớn đây? Cái thằng kỹ đó nói hoài không chịu đãi tiệc, nói là cứ ở chung với con đó là xong mà. Chuyện có bấy nhiêu thôi hả? Hey, tôi còn tưởng là có chuyện lớn gì chứ. Thiệt tình à, chuyện gì mà bực bội cho? Sao lại không bực bội? Không đi đám cưới đàng hoàng á mà chỉ sống chung thôi à? Để bà con bạn bè biết được á thì là mất mặt quá mà. Cái đám tình điện bây giờ á cởi mở dữ lắm, mình quản thúc không có nổi đâu à. Không phải đâu, huống chi đó là con trai mà, ở đâu có bị thiệt thòi. Đúng, con gái thì bị thiệt thòi mà. Thì phải. Tuy là vậy, rõ ràng là không cho tôi uống ly trà cô dâu mà, tôi làm sao được hả giận chứ. Nè, nếu như con gái của anh á như vậy hả, anh có chịu hay không? Nếu như là tôi á, tôi sẽ về từ từ á bàn thảo lại với nó. Chuyện gì cũng có thể bàn thảo lại đó mà. Cái tánh bướng bò này của anh đó hả, làm sao giải quyết được chứ. Thì đúng phải. Rồi hãy đừng nói thêm, tôi đi toilet. Ê, già rồi à, còn hủ lậu quá.
Ủa, ông về tới hả? Phải, hôm nay chuyện của nhà báo có thể giao lại cho nên về sớm chút. Có đói bụng không, tôi làm đồ ông ăn nha. Được, gọi luôn Gia Lợi và thằng Hào cùng nhau ăn nha. Gia Lợi chưa về. Hả? À, giờ này vẫn còn chưa về. Dạo này đêm nào cũng làm khuya hay sao? Chắc làm việc mà. Làm việc? Uầy, chỗ đó là đài tivi, không phải hộp đêm đâu. Không cần đêm nào cũng làm tới sáng chứ hả? Hey, tốt nhất là ông tự hỏi đi nha. Tôi đi nấu đồ ăn. Gia Lợi chưa có điện thoại về sao? Vừa rồi điện thoại về, nó là đang về tới. Con đã về. Qua chị hai về tới. Nè Gia Lợi, Lợi à. Ừ. Giờ này bận rộn lắm sao? Dạ phải, thiệt bận ghê lắm. Có ngủ được không vậy? Vừa rồi đã ngủ một giấc ở đài tivi. Như vậy thì đi tắm rửa, ăn chút đồ rồi ngủ một giấc đi. Dạ. Qua bà, sao bà có sở thích đặc biệt hả? Sao có ngửi cái áo của chị hai? Chuyện gì? Điên rồi hay sao? Thiệt là hôi mùi của đàn ông lắm. Rồi sao? Bà không nhận ra hả? Hai hôm trước thằng Hiền tới nhà mình ăn cơm mặc áo này đó mà. Rồi sao chứ? Vậy có nghĩa là Gia Lợi đó. À, con biết rồi. Ý của ba là nói chị hai nói láo. Tối hôm qua không phải làm việc ở đài tivi có phải hay không hả? Ây da, con gái mình tối qua còn biết phải ngủ đêm bên thằng Hiền không nữa. Con gái mình nó không còn nhỏ nữa. Dù sao vẫn là con gái của mình đó mà. Không được, tôi phải đi hỏi đó. Nè, ông muốn hỏi thì tự hỏi đi, tôi không làm chuyện này. Đứa con gái đã lớn rồi biết tự suy nghĩ mà. Không thèm nói với ông nữa, tôi đi rửa chén. Nè, Hào à, hay là ba với con? À ba, con tới giờ đi học rồi, không nói với ba nữa. Thầy Cao. Chuyện gì? Tối nay tôi muốn về sớm chút. Thì đi đi, đi nghe nhạc mà. Sao thì biết? Mấy tấm vé đó tôi mua cho thằng Nam. Canh khỉ đó, thì cảm ơn nhiều nha. Đừng khách sáo, cảm ơn tôi đi. Cảm ơn, bye bye. Bye bye. What is it?